Chào các bạn, trong video này theo yêu cầu của một bạn xem trên kênh YouTube của mình đó. Bạn đó có nghiên cứu về cái mô hình Red River và tìm cách sửa chữa. Trong đó các bạn muốn biết về cái điện chở hạng dòng hay là cái điện chở hạng áp nha các bạn. Tại vì khi mà các bạn cầm trên tay một cái mô hình Red River như thế này, đây là cái cầu diode. Nó sẽ lấy cái nguồn B cộng từ cái cầu diode mà nó được qua những cái con điện trở để mà giảm áp cấp nguồn cho chân số 4 của IC nguồn LED driver. Đây là cái sơ đồ một cái bo nguồn LED driver mà mình vẽ ra trực tiếp từ cái mặt in của nó nha. Đây, cái cầu chỉnh lưu hay là cái cầu diode nha các bạn, IC chỉnh lưu á, nó cấp sau khi chỉnh lưu từ điện áp 220V AC, nó sẽ tạo ra cái nguồn B cộng, nguồn DC ha, giá trị á, từ khoảng 310V DC. Thì các bạn ở đây á, các bạn muốn biết cái giá trị điện áp của VCC nè, cấp cho chân số 4 của IC nguồn LED driver hay là IC cho động á. Và các bạn muốn biết được cái con điện trở, tại vì trong mạch các bạn á, các bạn nhìn thấy có thể là một có thể có hai con điện trở hoặc là ba con điện trở R1, R2 nè. Con điện trở này, con điện trở hạ áp ha, nó hạ áp từ cái nguồn B cộng xuống còn vài chục vôn cấp cho chân số 4 của IC nguồn LED driver. Thì bạn đó muốn biết là cái giá trị R1, R2 này mình tính như thế nào và cái cách tính ra làm sao. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính sơ bộ ha. Đây là các bạn, cái cách tính điện trở hạ áp từ cái nguồn 310V sau chỉnh lưu ha, giảm xuống còn vài chục vôn cấp nguồn cho IC nguồn LED driver. Thứ nhất á, là các bạn phải tùy thuộc vào cái con IC mà các bạn sử dụng. Tại vì ở đây á, trên thị trường á, nó có rất nhiều cái bo nguồn LED driver của nhiều hãng khác nhau, nhiều loại khác nhau. Thì như cái nguồn LED driver của rạng đông á, thì nó xài IC khác nha các bạn. Còn đối với những cái nguồn LED driver khác nhau, nó cũng xài những cái con IC khác nhau, nó không giống nhau hoàn toàn. Thì trên đây á, mình đã thống kê được ba cái cách mắt của từng loại IC khác nhau ha. Đây nè, tùy thuộc vào IC sử dụng nè, thì ở đây có ba cách mắt nha các bạn. Thì đối với những cái IC khác như HA ở đây nó sẽ có 3 con điện trở R1, R2, R3. 3 con điện trở này nó tạo thành mạch cầu phân áp, nó nối lên cái nguồn B cộng của mình là điện áp 310V DC sau chỉnh lưu ha. Thì điện trở R1, R2, R3 này nó là cầu phân áp, nó sẽ gây hạ áp cấp nguồn VCC cho chân số 4 của IC. Đây là loại thứ nhất nha. Mình chuyển qua loại thứ hai. Loại thứ hai là cũng là cái mạch nguồn LED driver tương tự như cái mạch nguồn bên đây. Nhưng mà IC của nó sử dụng cái con CL1502. Thì chân số 4 của nó các bạn, nó sẽ nhờ cái con điện trở R1, R2 này hạ áp. Nó giống như con điện trở hạng dòng á, nó đưa thẳng vô, nó cấp lên cái nguồn B cộng và đưa thẳng vô cái chân số 4 luôn, qua R1, R2 không, nó bỏ qua R3 nha các bạn. Còn cái tụ này tụ không phân cực, nó xuống hết luôn, tụ dán luôn nha các bạn. Đây là loại cách mắt thứ hai, và sẽ dùng IC khác, IC lúc đầu tiên ha, dùng con CL1502. Rồi mình đi qua cái con IC nguồn thứ ba, còn là IC nguồn rạng đông.
thì dành cho những cái đèn led rạng đông. Nó dùng con BB2866. Thì chân số 4 của VCC của IC nguồn led driver này á, nó không qua điện trở nha các bạn, thì nó câu thẳng lên B cộng luôn, có nghĩa là B cộng á nó cấp nguồn cho IC này luôn, nó không có qua điện trở hạt dòng hay là điện trở hạ áp. Thì đây là ba cách mắc thông dụng của từng mạch led driver có trên thị trường. Rồi, ở đây mình sẽ demo cho các bạn thấy cái cách tính R1, R2 của cái con, cái trường hợp thứ hai đi. Là IC nó dùng IC CL1502. Thì cách tính R1, R2 nó giá trị bao nhiêu để nó ra cái điện áp thấp khoảng vài chục vôn mà cấp nguồn cho cái con IC này nha. Nhất á, các bạn gõ cái mã số CL1502, các bạn vô mấy cái bảng á, nói chung mấy chi tiết nhất là mấy cái bảng mà có cái chữ Trung Quốc á, các bạn nhìn tra cái datasheet nè, các bạn sẽ thấy cái chân cấp nguồn VCC của nó, cái thông số này thông số kỹ thuật nha các bạn, nó khoảng 20V DC. Mình giả sử nha, cái VCC này á, có nhiều loại nha, nhưng mà mình giả sử cái cần cái VCC là các bạn cần cái điện áp VCC cấp nguồn là khoảng 20V DC. Và cái dòng này các bạn là trong cái thông số kỹ thuật của nó trên datasheet á, nó sẽ có là khoảng 250 microampere nha các bạn. Nào, rất nhỏ nha, cái dòng này rất nhỏ, khoảng 250 microampere. Ở đây mình sẽ nói R tổng nha các bạn. Ý là R1, R2 mắc nối tiếp với nhau, thì mình tính chung á, R tổng của nó là R1 cộng R2 nha. Mình khoan tính cái giá trị R1, R2, mình tính R tổng trước. Thì điện áp rơi trên cái điện trở tổng này á, nó sẽ bằng cái điện áp B cộng là 310V DC nè, trừ đi cái điện áp VCC, cái này là điện áp chân số 4 của IC là 310 nè, trừ điện áp với chân số 4. Cái VCC của mình á, hôm nay mình ước lượng á là khoảng 20V. Các bạn nó lấy 310 nè vôn nè. Điện áp sau chính lưu các bạn trừ đi 20V. Rồi các bạn chia cho Y, Y là cường độ dòng điện, theo cái này là tính theo định luật ohm nhau các bạn. Y là cường độ dòng điện nè, nó đi qua nè, nó đi qua đây nè. Nó vào chân số 4 của IC luôn, cái này tra datasheet có nha. Thì cái dòng này á, từ B cộng nó chạy qua R1, R2 và đi đến chân số 4 á, thì cái chỉ Y của mình á 250 microampere. Cái này micro chứ mấy miliampere nha các bạn, microampere. Thì đây á, mình tính được á, nó, các bạn chuyển cái giá trị 250 microampere này á, nó ra chuyển ra gì ampere nha. Thì các bạn là 250 nhân 10 mũ trừ 6 ampere. Đây là cái cường độ dòng điện của nó nha các bạn. Thì các bạn cứ thế vào cái công thức này, các bạn lấy 310 này trừ 20 nè, chia 250 và nhân 10 mũ 6. Ở đây nó ra giá trị là ohm nha các bạn. Đây, mình sẽ tính. Các bạn lấy 310 nè, trừ đi 20. Rồi các bạn ra 290 và các bạn chia đi 250 ha. 250. Rồi. Mình ở đây mình được giá trị là 1,16 nha các bạn.
1,16 x 10 mũ 6 ha. Ôm. Đây, giá trị của mình là ôm nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ làm thêm một bước nữa. Mình sẽ chuyển hai cái số thập phân của nó là mình nhân với 10 mũ 2 nha các bạn. Ra ra là 116 nhân 10 mũ 4. Đơn vị là ohm. Rồi lúc nãy của mình á là cái điện trở tổng nha các bạn. Điện trở tổng của mình là giá trị như thế này. Nhưng mà thực tế là mình không có giá trị điện trở này. Mình sẽ dùng hai con điện trở đồng giá trị luôn, R1 R2 nè, bằng nhau luôn. Là R tổng của mình á. R tổng nè bằng R1 cộng R2. Tại vì R1 R2 của mình nó mắc nối tiếp. Thì mình sẽ lấy hai giá trị này bằng nhau, R1 bằng R2 luôn, bằng 2 lần R1. Mình suy ra R1 á bằng R2 luôn. Là bằng 116 chia 2 nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy máy tính mình bấm nha các bạn. 116 nè. Các bạn chia 2. Là ra giá trị của một con điện trở là 58 nha các bạn. 58 nhân 10 mũ 4 ha. Một con điện trở 58. 58 nè. Nhân 10 mũ 4. Ôm. Là mình lấy hai con giá trị điện trở bằng nhau. Trong trường hợp mà các bạn không có hai con điện trở này bằng nhau thì các bạn lấy cho hai con điện trở này có tổng giá trị là 116 cũng được. Mà không cần phải lấy bằng nhau. Tại vì nói chung là cái này á, hai con điện trở này mắc nối tiếp nhau thì các bạn tùy ý với giá trị sử dụng ha, tùy ý lấy giá trị. Có thể lấy con R1 lớn hơn R2 hoặc là hai con này bằng nhau đều được. Rồi các bạn, từ cái này á là bạn chuyển qua cái giá trị điện trở dán cho mình luôn nha. 58 nè, 58, 144. Các bạn chuyển qua giá trị điện trở dán của mình á là hai số đầu á là giữ nguyên ha. Số đầu này giữ nguyên nè. Cái số thứ 3 của mình á 144 này á, các bạn chuyển thành số 4 nha cho mình nha các bạn. Cái này là số 10 này chuyển số mũ luôn nha. Số 4 ở trên đây nè, trên đầu của nó. Các bạn chuyển thành số mũ cho mình luôn. Vậy ra chúng ta được R1 bằng R2 bằng giá trị là 584 điện trở dán nha các bạn. Đây, mình đã tìm ra được cái giá trị là R1, R2 là 584 điện trở dán. Thì các bạn tìm cái con điện trở dán 584 này, các bạn thế vô đây R1, R2 này nè. Hai con này 584, 584 nó nối tiếp nhau. Thì các bạn sẽ ra được cái giá trị khoảng 20V trên chân số 4 VCC cấp nguồn cho con IC CL1502. Ở trên thực tế một số mạch đó các bạn đa phần các bạn thấy mà cái mạch mà nó có toàn cái linh kiện dán á, nó có giá trị chỉ số cực nhỏ nha. Đây nè, 434 nè các bạn. Rồi 474 nè. Là mấy con điện trở này á là toàn là mấy con điện trở hạ áp cấp nguồn cho chân số 4 của IC không nha. À, nó nói với IC chân số 4 nè.
Nói chung là tùy loại IC mà nó sử dụng nha các bạn. Nè, 304 nè các bạn, 304 mắc nối tiếp nè, mấy con nó ở đây nó ba con luôn nha. Có giá trị 304 ha. Thì nó sẽ mình tìm cái con giá trị 584 nè các bạn. Trong trường hợp mà các bạn chỉ có hai con, các bạn mà không có giá trị cao hơn á thì các bạn có thể tìm những cái con điện trở giá trị nha, điện trở nhỏ hơn nha. Thay vì các bạn ở đây trong mạch á nó có, nói chung gọn nhất là các bạn càng ít điện trở càng tốt, là các bạn mắc hai con. Trong trường hợp mà các bạn không có giá trị đó thì các bạn có thể mắc ba con, nó mắc nối tiếp với nhau. Miễn sao á các bạn tổng cộng lại á thì nó ra cái giá trị mà các bạn cần tính là 116 nhưng 14 ohm là được. Rồi trên đây á là cái cách mà các bạn tính cái giá trị điện trở hạ áp cấp nguồn cho cái con IC CL1502. Rồi tiếp theo đây á mình sẽ nói sơ thêm về một số cái vấn đề cấp nguồn cho IC ha. Đây là cái điện áp cấp nguồn cho IC nha các bạn. Bình thường ở trong mấy cái mạch điện tử á, nó sẽ phân ra hai loại. Một có cái là IC tương tự analog, một cái là số IC digital nha các bạn. IC số này á thường là mấy cái mạch logic á, như IC flash nè, CPU nè, rồi quy xử lý, quy điều khiển gì á. Có IC điều khiển mấy cái mạch điện tử. Ở đây đa phần các bạn IC số này á, hoặc là một số cái mạch cần điện áp ổn áp ổn định đó, thì nó sử dụng IC ổn áp hoặc là mấy con dốt trên IC ổn áp. Ở đây nó hay sử dụng cái mức điện áp mà thông thường trên thị trường á, là nó dùng 78 IC 7805 nè, ổn áp được 5V, hoặc là 7809 ổn áp 9V, 7812 ổn áp 12V DC. Thì cái này á các bạn có thể lên mạng các bạn tìm hiểu cái thông tin về cái mấy cái mạch ổn áp hoặc là cái IC ổn áp ha. Còn cái trường hợp thứ hai, đa phần á người ta sử dụng là cái mạch cầu phân áp nha các bạn, để dùng điện trở để hạ áp á. Đây là mạch cầu phân áp nè. Mình nói sơ qua cái vấn đề này. Thứ nhất là ở đây mình có hai con điện trở R1, R2 mắc nối tiếp với nhau. Cái nguồn B cộng là VCC, nó cấp nguồn. Ở đây mình sẽ lấy một cái điện áp ngõ ra, tức là cái điện áp giữa của chân R1, R2 nè. Mình tạm gọi là cái VCC nha các bạn. Cái VCC này giống như cái chân cấp nguồn cho cái con IC nguồn LED driver này. Trường hợp này thì mình tính làm sao? Mình lấy VCC nè, cái điện áp VCC so với mat chính là cái điện áp R2, là VR2 của mình đó. Các bạn tính dựa vào điện trở luôn. Các bạn lấy VB, VB là cái điện áp B cộng. Các bạn nhân với giá trị R2 là điện áp ngay cái chân mà các bạn cần tính, như VCC hay điện áp ra VR2. Rồi các bạn chia cho tổng hai con điện trở này, R1 cộng R2 nha, là các bạn tính ra cái giá trị VR2 là điện áp ngõ ra VCC. Đây là cái phần lý thuyết nha các bạn. Các bạn có thể tính toán hoặc các bạn đọc thêm tài liệu. Ngoài ra các bạn biết thêm cho mình cái điện lực ohm. Điện ohm ở đây là cái cường độ điện qua mạch nè, so với giá trị điện áp trên toàn mạch mà các bạn chia cho điện trở toàn mạch luôn. Area Y sẽ bằng U chia R nha. Cái này nói chung là các bạn học điện tử ai cũng biết hết á. Hoặc là bạn cái này học phổ thông á, người ta cũng đấy dạy các bạn trong trường rồi. Thì ở đây mình nói sơ qua để các bạn vận dụng cái kiến thức đã học, rồi các bạn tính toán theo cái sơ đồ hoặc là theo cái bước mà mình đã hướng dẫn các bạn nè. Rồi, và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tính điện trở hạ áp nha.
từ cái điện áp cao áp B cộng 310V DC mà các bạn giảm xuống còn vài chục vôn cấp nguồn cho IC. Led driver. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.